Vâng, xin chào các bạn, tại thị trường Việt Nam thì Highlander là một mẫu xe nhập khẩu nổi tiếng của Toyota và được bán với giá là hơn 2 tỷ à, Với rất nhiều trang bị tiện ích mà khi tôi trực tiếp ngồi vào trong xe thì tìm mãi chả thấy đâu Ví dụ trên mấy cái bảng như là LE đấy chẳng hạn Vẫn bán được giá hơn 2 tỷ Và nếu như chúng ta hãy so sánh với cả Santa Fe FE hay là uh, Ford Explorer hay là Sorento đời mới chẳng vậy thì những cái mẫu xe mà tôi vừa kể thì nó tràn ngập công nghệ vậy mà Highlander vẫn bán với giá trên 2 tỷ vẫn có vẫn nhiều người mua thế mới dị những cái câu chuyện đó nó có thể đi vào dị vãng khi mà Highlander thế hệ từ từ 2020 vừa mới ra mắt tại thị trường Mỹ và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ngắm nhé xem nó có gì mới nhé và trước mắt các bạn thì là một hình ảnh tôi gọi là Lexus Highlander thì đúng hơn các bạn có thể quan sát nhất là phần bên xe thì chúng ta sẽ bắt đầu từ phần bên hông xe trước và trước mắt các bạn là phiên bản cao cấp nhất của Highlander Platinum. ở à, chúng ta có thể kể ra những cái tên thấp hơn theo thứ tự từ trên xuống đấy là Platinum, là Limited, là XLE, là LE và L là phiên bản. tôi nghĩ là chẳng có gì. <laughs> và rất đặc biệt khi mà các bạn xem xong cái video này những cái hình ảnh về Platinum thì uh, nếu như uh, một thời gian sau phiên bản LE có về Việt Nam mà uh, các bạn nhìn thì cũng đừng có sốc nhé Bởi vì uh, phiên bản đầu bảng rồi cho nên những cái trang bị với cả những cái hình ảnh, về công nghệ về hình ảnh thì khiến nó uh, rất là đẹp uh, Và cái trên cái Outlander mới này thì các bạn sẽ thấy được là cái bóng dáng của Lexus LX570 rất là nhiều Nhất là khi mà các bạn nhìn cái góc 3 phần 4 thôi các bạn Các bạn hãy nhìn vào cái phần vòm bánh xe phần những cái đường nét bên không thì cái tỷ lệ ở cái phần thân dưới so với ô cửa kính bên trên thì nó rất dày dặn nó không khác gì chiếc Lexus đâu và những đường nét nó 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 cơ bắp hơn nó tròn hơn và nó có gì đấy rất lách sợt rất là các bạn nhìn vào cái uh, vành bộ vành chẳng hạn hay là người ta còn gọi là mâm ấy. thì cái mâm này trên bàn tật cũng là mâm 20 thiết kế chẳng khác gì lách cả Đó. ngay cả cái phần đầu nhá cái phần đèn đèn led ấy thưa các bạn cái phần đèn led đấy Uh, đèn LED trên cái bản Platinum sẽ là bản Adaptive nó có thể thay đổi góc chiếu sáng chỉnh uh, cường độ rồi khoảng chiếu xa rất là thông minh uh, chỉ tiếc là cái phần lưới tản nhiệt thì nó lại hơi nhỏ tôi nghĩ rằng cái lưới tản nhiệt này nó về Việt Nam cũng sẽ độ hình laser rất dễ như trên những chiếc uh, Fortuner hay là uh, Camry độ theo lưới laser đấy đó và cũng có thể hình dung ra được đây là một mẫu rapfor to hơn à, anh của rapfor em của LX570 Đó chính là Toyota Highlander Một mẫu SUV dành cho gia đình Có cấu hình 7 hoặc 8 chỗ tùy theo viên bạn Tùy theo giá tiền bạn bỏ ra Và có lẽ là cái phần đuôi xe Không hiểu sao mình rất thích Highlander ở cái phần đuôi Nó nhìn có gì đấy nó thực sự là là rất là đẹp nó chỉ biết nói là đẹp thôi các cái tỷ lệ giữa các ô cửa kính rồi thiết kế đèn rồi Uh, các cái đường nét rồi ngay cả phía cản dưới trên cái bản platinum này nhìn nó nó khỏe mà nó cũng đẹp nó cũng hiện đại nó có gì đấy cũng cũng rất chữ sợt, chữ lờ đấy chữ lờ lờ đấy như này ạ đó những đường nét rất là rõ rồi đèn sau thì cũng là đèn led rồi led bây giờ thì uh, xuất hiện muôn nhà muôn nơi muôn xe rồi cũng không có quá nhiều uh, sự đặc biệt như ngày xưa như thời mới đầu nữa và đương nhiên rồi ở trên uh, Highlander thì cũng có cái hệ thống camera 360. Camera 360 bây giờ đơn giản muốn thì ra ngoài độ cũng được chỉ có mấy triệu thôi, không không khó. Vâng. Thì để mình xem bây giờ mời anh em cùng xem nội thất, xem bên trong nó có gì nhá. Bên trong nó có gì để mình chuyển sang cái hình xem trong à sẽ không phải tìm mỏi mắt nữa rồi thì trên cái bản Platinum này các bạn sẽ thấy đập vào mắt luôn, chính là cái màn hình 12,3 inch. À, nếu mà so về kích cỡ ấy Thì nó chính là bằng những cái mẫu của BMW bây giờ Như là X7, như là 7 Series hay thậm chí 530 Tôi đã đã thử 12,3 12, là tiêu chuẩn Tuy nhiên độ phân giải thì tôi nghĩ là sẽ khó mà bằng Bởi vì dù sao nó cũng là sản phẩm của Toyota mà thôi ừ, Và cái màn hình này Đó các bạn cũng có thể thấy được là sẽ có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, rồi mà những cái tính năng này, này thì ngày xưa nó là một giấc mơ, phải nói là một điều ước mơ trên những chiếc xe Toyota Thì này, các sản phẩm của Toyota bắt đầu được cập nhật Nhưng dù sao, hơi muộn một chút, có, vẫn hơn không Ở phần bên dưới thì các bạn cũng sẽ thấy được là cái phần hệ thống điều hòa ấy thì nó là siêu đặc trưng của Toyota rồi Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn được cái ánh sáng màu xanh nó hắt đâu đấy phía dưới thì có thể hình dung ra đây chính là uh, ambient line như trên những chiếc xe em ambient line của mẹc thì cách đây cũng phải tầm 10 năm đã, đã có rồi. Thì nay Toyota có cũng không có sao cả, có vẫn còn hơn không. Đó. Còn thiết kế của cái dàn tắp lô thì nó rất là đa tầng nó chia thành nhiều mạng Đây là uh, cái ngôn ngữ chung của Toyota trong thời gian gần đây. Và đặc biệt uh, Toyota cũng rất hào phóng khi mà trang bị tới 10 loa JBL cho Highlander phiên bản Platinum. Còn các bạn ở dưới thì uh, sẽ bớt đi và nhìn xuống bên dưới thì các bạn cũng sẽ thấy được khá nhiều cái tiện ích như là có sạc không dây, như là có hai cái khe cắm usb, rồi là cần số có số cộng trừ, hộp số này hộp số 8 cấp, rồi có phanh tay điện tử, có auto hold, có có drive mode, có và những chiếc ghế à, nhìn trên ảnh rất là đẹp, có thông gió, à, da đục lỗ nói chung là nhìn là đẹp nhìn trên ảnh là đẹp đấy tất nhiên mình sẽ phải xem thực tế ở ngoài nữa và trên vô lăng thì các bạn sẽ thấy là có nhiều phím bấm hơn rồi tôi nghĩ chắc chắn sẽ là nhiều chức năng hơn ngày xưa thì những chiếc xe toyota thì trên vô lăng nó có chuẩn tuột đấy bây giờ đã có nhiều thì các bạn có thể nhìn hình đuổi hình bắt chữ luôn này ờ, sẽ có cruise control có có cảnh báo trịch làn có cảnh báo va chạm trước có còn drive mode có Chúng nữa mình sẽ đi sâu thêm Rồi kết nối điện thoại bluetooth thì các kiểu thì cũng rất là đơn giản Ngay phía dưới vô lăng thì các bạn cũng sẽ thấy là có Cam 360 này có Nút ngắt Bật ngắt nguồn AC120 Good Cái này ở thị trường Mỹ thì phải nói là Tuyệt vời đấy Mình rất thích cái chức năng này luôn Do yêu cầu của nhu cầu của công việc thôi sửa vô lăng rồi sửa kính rồi cốp điện vân vân thì những cái chức năng này cũng rất là cơ bản và đặc biệt trên Toyota các bạn sẽ thấy được uh, uh, phiên bản cao cấp nhất thường sẽ trang bị những cái gói uh, Toyota Safety Sense nó cũng tương tự như là uh, Honda Sensing gì vậy nó bao gồm tích hợp các cái công nghệ như là hệ thống cảnh báo va chạm trước này rồi là Cruise Control này cảnh báo chệch làn hỗ trợ giữ làn đường chạy theo các cái vạch nó như thế này tất nhiên là nó sẽ ở một cái giải tốc độ nhất định ví dụ như là Toyota này ở cái dài tốc độ khoảng 10 đến 80 km thì nó hoạt động rất hiệu quả còn trên đó thì nó sẽ khó hơn, nó sẽ khó kiểm soát hơn. Ví dụ chiếc Ranger hôm trước tôi thử chẳng hạn đến 90 vẫn ok, nhưng mà sau qua cái giới hạn qua cái ngưỡng tốc độ đó thì nó sẽ khó, nó sẽ gặp khó hơn. Ngoài ra thì cũng có cảnh báo điểm mù, cảnh báo vật cắt ngang khi lùi và ra khỏi điểm đỗ. À, những cái trang bị cũng rất cơ bản rồi và hệ thống đọc biển báo giao thông. Thì ở Mỹ thì những cái chức năng đấy về mình thì nghe nó hoành tráng, ở Mỹ nó là tiêu chuẩn luôn rồi. Về cấu hình xe thì uh, như tôi đã chia sẻ rồi có thể 7 hoặc 8 người ngồi tùy vào phiên bản xe. Và hệ thống khung gầm là của Toyota mới là TNGA, TNGA uh, được cho là cứng hơn. Còn cứng như thế nào thì uh, thực ra chắc là cũng phải thử mới biết được. Uh, nhưng mà chắc là ở Toyota Mỹ thì tin được các bạn ạ. <laughs> trên cái Highlander này thì sẽ có hai cái tùy chọn về động cơ thứ nhất là động cơ 3.5 V6 295 mã lực và một cái tùy chọn khác là tùy chọn động cơ hybrid với một cái động cơ 2.5 kết hợp với hai cái motor điện à, cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp và mức tiêu thụ nhiên liệu trên cái phiên bản hybrid ấy, động cơ hybrid là 6,9 lít nó là wow với mức tiêu thụ nhiên liệu như vậy với một mẫu xe SUV 8 chỗ dành cho gia đình. À, nhưng mà trên cái Highlander các bạn cũng sẽ thấy được là tại sao nó nó lại là gọi là SUV bởi vì khi mà nó trang bị thêm cái hệ thống dẫn động rất là hay nhé. Một là bạn có thể tùy chọn 2 VKD thì mình không nói rồi nhưng All Wheel Drive là một cái khá hay trên uh, Highlander mới khi mà bạn có thể uh, nó có cái hệ thống vi sai trung tâm nó sẽ phân bổ mô trước sau tùy theo cái điều kiện địa hình tùy theo lực chạy nó tương tự giống như trên những cái dòng xe Range Rover mà mình đã giới thiệu với các bạn khá nhiều rồi tuy nhiên nó để cao cấp hay chính xác hay là thông minh thì nó sẽ không bằng và thậm chí nó còn trên cái hệ thống all -wheel drive nó còn có thể chuyển đổi giữa hai cầu sang bốn bánh toàn thời gian cầu trước cầu sau vân vân khá là thông minh nó có thể ngắt như vậy nó sẽ giúp tối ưu hóa về cái cái điều kiện hoạt động cũng như mang lại cái lượng tiêu thụ nhiên liệu tốt à, và cũng đặc biệt là Toyota bây giờ cũng nhiều xe trong một xe à, có Drive Mode là chúng ta có thể chọn chế độ là Eco chế độ Normal chế độ Sport à, không biết là khác nhau nhiều không có lẽ cái đấy phải thử nhưng mà cũng có thể chọn cái điều kiện hoạt động theo địa hình như là Multi Select uh, Multi Rain Uh, như trên chiếc uh, triton mà chúng tôi đã chạy rất nhiều rồi hay là trên chiếc uh, uh, Foreign chúng tôi cũng chạy rất nhiều rồi đó là chúng ta có thể chọn uh, sang cái hệ thống uh, cái điều kiện hoạt động như là map and sen tức là đường uh, bùn cát hay là điều kiện đá rồi bẩn rock and đất tức là nó hơi đá răm răm chứ không phải leo dốc hẳn như những cái hệ thống uh, Uh, hai cầu 4WD rồi có cả cầu chậm như những chiếc Lexus LX 570 hay những chiếc xe off-road uh, chuyên dụng uh, cao cấp hơn. Và cuối cùng là các trang bị cơ bản uh, không thể thiếu trên những cái mẫu xe ngày nay như là hệ thống cân bằng điện tử ESP là ABS, phanh ABS uh, rồi uh, xe này được bản cao cấp nhất được trang bị tới 8 túi khí. À, và đó là tất cả những cái thông tin về Lexus Highlander thưa bạn. Tôi nhầm rồi. Toyota Highlander. Rồi các bạn xem xong video đừng quên là like and subscribe kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.